đô thị Zaigai Thập Nhị với quy mô 349 ha, được mệnh danh là Phú Mỹ thứ hai tại khu Nam Sài Gòn, bao gồm có khu nhà phố, khu villa biệt thự, khu trung tâm thương mại, khu căn hộ cao cấp và hệ thống tiện ích đẳng cấp. Và đây được xem là khu đô thị đáng sống, có nhiều tiềm năng để phát triển cuộc sống tiện nghi trong tương lai. Và sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị ngày hôm nay là căn biệt thự đơn lập với chiều ngang là 12,5m, chiều dài 20m. Đây là sản phẩm được xây dựng với 2 lầu áp mái, đường 12m, hai mặt tiền trước sau cùng thiết kế độc đáo cảnh quan và sân thượng cùng bãi đậu xe trong nhà và bếp ướt. Sản phẩm còn được đầu tư thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như là phần móng của Đông Dương, mặt bằng tổng thể đến từ EDAW, Trang, Joe Architect DA Group, kiến trúc cảnh quan nội thất của ONG & ONG hay thiết kế hạ tầng của TEDI South. Căn biệt thự này có tầm nhìn đẹp và sự riêng tư tuyệt đối, một cuộc sống yên tĩnh được bao quanh bởi thiên nhiên, với tất cả mọi thứ bạn cần để tận hưởng những gì tốt nhất mà Zai River County One mang lại. Với thiên nhiên xanh mát bao quanh, Zai River County One mang đến cho chủ nhân các căn biệt thự cuộc sống tiện nghi, thanh bình đáng mơ ước. Ngoài ra thì mỗi khu sẽ được bố trí một clubhouse và đây cũng là nơi để giúp cho mọi nhu cầu sinh hoạt của cư dân Zaigai. Nơi đây sẽ đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu cho cư dân, chỉ với vài bước chân là có thể sử dụng được trọn vẹn tiện ích mà không phải đi đâu xa. Có thể kể đến những tiện ích mà chỉ có cư dân ngay tại dự án mới có thể hưởng thụ trọn vẹn. Ví dụ như là công viên giác quan, kết nối mọi giác quan mang đến cảm nhận tốt nhất với 4 mùa tại nơi đây. Với 3 khu công viên là công viên bí mật, ẩn mình giữa những tán lá cây lá xanh thẳm. Công viên ánh sáng, huyền ảo lung linh, tô thêm vẻ đẹp của khu đô thị Zaigai vào ban đêm. Và công viên hoang dã, mang đến cho cư dân không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Với Pocket Garden, khái niệm mang đến 4 mùa khởi sắc xuân hạ thu đông, luôn luôn chuyển trạng thái quy luật tự nhiên, tương xứng 4 mùa trong năm. Và đây cũng là điểm đến độc đáo tại siêu đô thị Zaigai GS Metro City Nhà Bè. Và dự án GS Metro City Nhà Bè cũng là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản. Và dự án cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều khách hàng. GS Metro City là khu đô thị lớn tầm cỡ phía Nam Sài Gòn. Và để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự hay quý anh chị có nhu cầu ký gửi, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới hoặc để lại bình luận phía bên dưới. Đội ngũ chúng tôi sẽ sẵn sàng và giải đáp mọi yêu cầu của quý vị một cách nhanh chóng nhất.